Tôi đã cố gắng dừng lại cả chục, cả trăm lần rồi. Nhưng mà... Thế An Chi không phải bạn thân nhất của cô à? Cô cũng biết họ là mối tình đầu của nhau rồi còn gì nữa. Tôi cũng vậy mà. Nam Võng cũng là mối tình đầu của tôi mà. Lần đầu tiên tôi biết yêu một người thật lòng là như thế nào. Đấy cũng là mối tình đầu của tôi mà. Về rồi đó hả? Sao hôm nay về trễ vậy? Hôm nay ở khách sạn tôi hơi nhiều việc. Tôi biết hết rồi. Bà khỏi việc gì phải giấu tôi. Tôi dọn phòng trên nhà phát hiện ra bịch thuốc đau dạ dày, lại phát bệnh nữa mà sao không nói. Hai, đi lên tắm rửa thay đồ đi. Tôi có nấu cháo cho bà kìa. Đi, đi lên đi, rồi chút xuống ăn liền nhé. Có cháo liền đó. Tôi nói rồi sao còn đứng đó nữa vậy? Mà chắc tối nay tôi phải qua ngủ chung với bà đó. Chứ mà tối mà bà có đầu dạ dày á, rồi ai đưa thuốc cho bà không biết nữa. Sao vậy? Bà là thuốc của tôi rồi thì tôi cần gì uống thuốc nữa. Chỉ cần ở bên cạnh bà tôi hết đau luôn rồi. Em biết mà, em là liều thuốc của trái tim của anh mà. Thôi, ngoan đi, lên tắm đi rồi xuống ăn liền. Đang còn nóng á. Bà cứ như vậy, làm sao mà tôi sống thiếu bà được chứ? Bà có biết là tôi thương bà lắm không? À lên. Sao vậy? Biết ngay là có chuyện mà. Cãi nhau với bồ hả? Hay là ở khách sạn có chuyện? Nói tôi nghe coi có chuyện gì vậy? Thôi không sao, tôi lên thay đồ xong rồi xuống ăn với bà nha. Không sao. Có chuyện gì vậy?